Một chiếc xe tăng bọc thép của Mỹ đang đến chi viện trên chiến trường. Đột nhiên họ bị một nhóm phần tử khủng bố tấn công. Mưa đạn nã về phía họ không kịp trở tay. Trong chớp mắt, toàn bộ lính đặc chủng trên xe bị tiêu diệt. Chỉ có duy nhất người ngồi ở ghế trước là may mắn thoát nạn. Thấy đồng đội chết thảm trước mặt mình như vậy, Joseph không kìm được lửa giận trong lòng. Để báo thù cho anh em đã chết, Joseph không phân biệt ai với ai cứ thế bắn đại. Cho đến khi bắn chết mấy người dân vô tội đi ngang qua, anh ta mới dần khôi phục lý trí. Sau khi quân đội biết tin, lập tức Joseph trở thành tội phạm truy nã hàng đầu và dùng camera trên máy bay không người lái truy tìm. Chớp mắt đã một năm trôi qua, lúc này Joseph đã trở thành một tên vô gia cư nhếch nhác. Chuyện giết hại người dân vô tội năm đó vẫn luôn luẩn quẩn trong đầu anh ta, ngày ngày phải dựa vào cồn để làm tê dại chính mình. Isabel không đành lòng nhìn Joseph như vậy, liền chủ động chăm sóc cho anh ta. Nhưng êm đềm không bao lâu, hôm đó họ đột nhiên gặp phải hai tên côn đồ đến thu phí bảo kê. Để yểm hộ cho Isabel rời đi, Joseph lết cơ thể đang say khớt lao vào đánh nhau với chúng. Sau khi đấm gãy sống mũi một tên, Joseph nhân cơ hội trốn đến một con hẻm vắng gần đó. Không ngờ đối phương đuổi sát theo sau, bất đắc dĩ, Joseph đành nhảy từ trên cửa sổ chơi xuống một căn chung cư, mới may mắn thoát mạng, còn Isabel thì không may mắn như thế. Cùng lúc đó, Joseph lúc này mới phản ứng lại, đưa mắt quan sát xung quanh căn chung cư này. Anh ta vô tình phát hiện chủ nhân căn chung cư này đang đi du lịch, phải nửa tháng nữa mới về. Nếu đã như vậy, Joseph cũng không định rời đi nữa. Anh ta cắt mái tóc dài đi, tắm rửa sạch sẽ, còn tự nhiên mặc quần áo của chủ căn nhà. Sau một hồi sửa soạn, trông Joseph đã không còn bóng dáng của người vô gia cư nữa. Joseph lấy thẻ tín dụng từ căn chung cư đi khắp nơi mua rượu giải sầu. Vô tình anh ta đến một trạm cứu tế, nơi mà khi anh còn là kẻ vô gia cư thường xuyên đến đây nhận cháo miễn phí. Nữ tu Christina phụ trách phát cháo vừa nhìn đã nhận ra Joseph trong dòng người. Christina nhìn Joseph ăn mặc chỉnh tề, nghi ngờ anh ta chắc chắn đã đi cướp, bằng không thể nào thay đổi nhanh như vậy. Nhưng Joseph chỉ nói rằng mình may mắn nhận được một khoản tiền từ trên trời rơi xuống. Nói rồi Joseph móc một cục tiền từ trong túi ra đưa cho Christina, coi như cảm ơn trước đây Christina đã giúp đỡ mình, và mong rằng cô có thể giúp mình tìm kiếm tung tích của Isabel. Hôm sau Christina cầm số tiền này tìm đến viện trưởng trong tu viện, hy vọng bà ta giao nó cho cảnh sát xử lý. Nhưng sau khi viện trưởng biết được rõ ngọn ngành, lại nói chút tiền này cảnh sát không quan tâm đâu, còn khuyên Christina đừng nghĩ quá nhiều, muốn tiêu cứ tiêu, không có gì to tát cả. Nghe lời viện trưởng, Christina lập tức đến nhà hát mua một tấm vé xe múa ballet. Ở bên này, Joseph trốn trong chung cư lại lần nữa bừng tỉnh bởi ác mộng. Trong đầu anh ta không ngừng hiện lên hình ảnh chém giết trên chiến trường năm đó, cộng thêm vết thương trên người khiến tâm thần Joseph gần như suy sụp. Bất đắc dĩ, Joseph đành phải tìm đến Christina và lấy được một ít thuốc giảm đau, khử trùng từ chỗ cô. Trước khi rời đi, đột nhiên Joseph quay người nói với Christina, mọi người gọi cô là thiên thần, cô có biết không? Sau khi rời khỏi chỗ Christina, Joseph về thẳng chung cư. Sáng sớm hôm sau, anh ta ra đường đi khắp nơi dán tờ rơi tìm Isabel. Quả nhiên, đến tối Joseph đã nhận được lời nhắn của Isabel để lại qua điện thoại. Isabel nói lúc này cô đang đi làm thêm kiếm tiền, một thời gian nữa sẽ rời khỏi thành phố này. Ngoài ra còn nhắc Joseph phải sống thật tốt, đừng mong nhớ cô. Nghe xong những lời Isabel, anh ta quyết định làm lại cuộc đời. Anh ta xin vào làm ở trong bếp của một nhà hàng gần chung cư. Thời gian rảnh anh ta còn rèn luyện cơ thể. Rất nhanh Joseph đã khôi phục được thể lực giống như hồi làm lính đặc chủng. Hôm đó một đám côn đồ đến nhà hàng làm loạn, Joseph trướng mặt lập tức ra tay. Chỉ bằng vài chiêu đã đánh cho đám côn đồ không có răng ăn cháo. Ông chủ nhà hàng thấy thân thủ phi phàm của Joseph, đoán định người này lai lịch không đơn giản. Để tránh rắc rối về sau, ông ta liền dẫn Joseph giới thiệu cho Joy, một ông trùm trong vùng. Cứ như vậy, Joseph bước chân vào ngành của ông Joy. Thường ngày, anh đi xử lý mấy đối thủ khó nhằn cho ông Joy. Dựa vào sự bạo gan và thân thủ phi phàm của mình, rất nhanh Joseph đã được ông Joy trọng dụng. Tiền thù lao cứ phải là vào như nước sông Đà. Joseph cũng không vì thế mà mất đi lương tâm. Anh ta thường xuyên móc ví mua thức ăn đem đến trạm cứu tế của Christina giúp đỡ những người vô gia cư không nơi nương tựa. Hôm đó, Joseph vào một siêu thị vô tình gặp người vợ đã xa cách lâu nay. Hóa ra từ sau khi trở thành tội phạm truy nã, anh ta đã cắt đứt hoàn toàn liên lạc với vợ con. Qua một thời gian lâu như vậy, người vợ thấy Joseph mặc vest chỉnh tề đương nhiên là nổi giận đùng đùng. Cô ta mắng chửi Joseph là người chồng vô trách nhiệm. Người vợ mất kiểm soát bắt đầu đập đồ trong siêu thị. Joseph thấy vậy vội vàng bước đến vỗ về, còn móc một số tiền mặt đưa cho cô ta và hứa rằng sau này sẽ bù đắp thật hậu hĩnh cho hai mẹ con. Mấy ngày sau, Christina đột nhiên tìm đến Joseph báo cho anh ta biết tin Isabel đã chết thảm. Hóa ra từ sau ngày Isabel bị đám côn đồ bắt đi, đã bị bán vào động mại dâm. Không ngờ mấy ngày sau, Isabel đã bị một tên khách làng chơi biến thái chú ý. Sau một đêm bị giày vò, Isabel bị ném xác ra đường, không ai ngó ngàng. Sau đó thi thể của Isabel được đưa về đồn cảnh sát khám nghiệm, pháp y phát hiện trước khi cô chết còn bị ép dùng mai thúy. Sau khi Joseph biết được tin này không khỏi tức giận hất tung cái bàn. Nhưng Christina ở bên cạnh lại nói, cái chết của Isabel cũng có liên quan đến Joseph. Nếu như không phải Joseph giúp ông Joy dọn đường sạch sẽ, vậy thì việc buôn bán mai thúy sẽ không thuận lợi như vậy. Như vậy có khi Isabel đã thoát nạn. Christina nói xong, lại móc từ trong túi ra một xấp tiền đẩy đến tay của Joseph. Hóa ra từ sau khi cô tiêu số tiền mà Joseph tặng, trong lòng vô cùng khó chịu. Thế là để gột rửa tội lỗi trong lòng, Christina nhờ chị họ bán một số đồ cũ trong nhà đi, gom góp đủ số tiền rồi trả lại cho Joseph. Cô hy vọng Joseph có thể dùng số tiền này làm lại cuộc đời. Sau khi Christina rời đi, Joseph liền tìm đến tên côn đồ hôm đó đã bắt Isabel đi. Dùng thiêu uy hiếp hắn ta nói ra tên khách làng chơi biến thái mua Isabel rốt cuộc là ai. Nhưng tên côn đồ này cũng không biết tên tuổi của hắn ta, chỉ nhớ rằng hắn ta tầm 30 tuổi, trên mắt có một vết sẹo rất rõ. Không lâu sau Joseph liền báo tin này cho Christina, hy vọng cô có thể giúp mình đến đồn cảnh sát báo án, điều tra ra hung thủ giết hại Isabel. Nhưng ngày này qua ngày khác, phía cảnh sát vẫn không có tin tức gì. Joseph vô cùng sốt ruột, nhưng Christina lại khuyên anh ta rằng, cảnh sát chính là như vậy, không hề ngó ngàng đến sống chết của người dân ở tầng đáy. Muốn được chú ý, được trọng dụng thì phải làm quan mới được. Ngày hôm sau, Joseph ôm theo mong muốn báo thù tìm đến bà trùm. Hy vọng bà ta dùng mối quan hệ của mình giúp anh ta điều tra rõ thân phận của tên khách làng chơi kia. Sau khi bà trùm nghe xong, không nói không rằng, chỉ đặt một chiếc chìa khóa trước mặt Joseph. Hóa ra bà trùm vẫn lén lút kinh doanh buôn người qua biên giới. Chỉ là chuyện này vô cùng mạo hiểm, rất ít người chịu làm. Bà trùm hứa với Joseph, chỉ cần anh ta hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lần này, bà ta sẽ giúp anh ta điều tra tung tích của tên kia. Rất nhanh, nhân lúc trời tối, Joseph đã đưa người đến bến cảng, thần không biết quỷ không hay. Còn bà trùm cũng giữ lời hứa, qua lời khai của một cô gái đứng đường, biết được tên biến thái đó sẽ tham gia một bữa tiệc vào tối ngày 1 tháng 10. Nhưng Joseph biết rõ hành động lần này ắt lành ít dữ nhiều, thế là anh ta hẹn gặp Christina lần nữa. Hy vọng cô giúp mình chụp nhiều ảnh, cũng xem như để lại kỷ niệm cho vợ và con gái. Lần này Joseph không còn làm mặt lạnh nữa. Trước ống kính của Christina, anh ta hoàn toàn thả lỏng, cười nói vui vẻ. Trời tối, Joseph gửi hết tiền tiết kiệm bao nhiêu năm nay của mình về nhà cho vợ con. Sau đó xuất phát thẳng đến địa điểm tổ chức tiệc. Rất nhanh Joseph đã phát hiện tên biến thái có vết sẹo trên mắt. Joseph không nói không rằng xông đến ném hắn từ tòa nhà cao mấy chục tầng xuống. Sau đó Joseph cầm một chai rượu, vừa đi vừa uống rồi biến mất trong dòng người. Kết phim, Joseph đơn độc bước đi trên con phố huyên náo. Có điều rất nhanh anh ta đã bị máy bay không người lái của quân đội phát hiện.